Tối. Tối vậy? Giờ... tối ở ngoài đường lắm. Giờ trễ không à, đi đâu? Đi. Đi đâu? Đi nhậu. Nhậu gì? Đi nhậu. Nhậu được. Vậy đi đâu? Đi mua sữa tốt. Không cái này mới đi. Người ta nghe nữa. À, xỉu. Xỉu. Không cái ừ, ôi chán nữa rồi. Giờ đi mua gì? Không bỏ đi mua gì? Đi mua sữa tốt. Sinh tố hả? Sinh tố gì? Sinh tố. Sinh tố. Sinh tố. Trông thôi. Ờ, nếu không thơ lên thì mua sinh tố trông thơ uống hả? Ờ, thơ cũng thơ không? Chờ không thơ đi nè, dép cũng thơ đâu? Dép cũng thơ đâu, dép con đâu? Bà dép không tha đâu. Đi mua con tớ cho con tớ. Bà dép chút thơ kìa. Đi mua con tớ nè. Rồi đi. Cưng không? Bà đứa cháu mình cưng không? Đi nè. Đi. Đi. Nếu không tha đi nè. Ông trời xanh nhà nhà a là mưa. Hát cho ông bà của bác nghe ngay. Chào khán giả thương gì con chưa? Chào quý khán giả. Bây giờ con đi đâu? Đi mua sữa tốt. Dạ con đi mua sữa tốt. Con mua sữa tốt cho ai? Để đi chạy nắm tay lên đi. Con mua sữa tốt cho ai? Con nắm tay út sao quay được? Không đâu quay cho con mà. Con mua sữa tốt cho ai nè? Tốt. Kìa chú kinh thông kìa. Kìa chú kinh thông. Kìa chú kinh thông. Con đi mua sinh tố. Cho chú thông. Chú thông nữa hả? Không. Chú thông nhậu. Chú thông nhậu quá. Tớ thôi không thấy gì mà con không bán. Không biết còn bán sinh tố không nữa. Lì xì vậy, năm nay không ai lì xì cho bé nữa. Mà bé không có tiền nuôi heo quá.
Hôm ba nhẹ nhẹ mẹ không hơn là xây. Hát chung mấy ô nghe ai? Đồng à. Ô, con có trong nhà tên tiếp. Chuẩn bị nha. Cái gì bậy? Chuẩn bị. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị sinh tố nha. Sinh tố hả? Phụ cô, gia phụ vô phụ cô, cho hỏi cô có thêm người bán sinh tố không? Con bán phụ. Thấy không? Thấy không? Không không chị. Đi.
đâu có đâu có đâu. Chó đi ra đây. Đấy, chị ba nè, chị ba nè. Chị ba đổ tôi tố, tố ăn người. Chưa, đổ cái chó ăn người. Chị ba ngu quá. Chó. Qua đây. Đi qua đây nè, chị ba ngu quá vậy. Chị ba đổ cho chó ăn người lấy gì bây giờ hả? Mày ra tao đi, mày lên xe. Đi ra đi. Chị ba ngu quá. Chị ba ngu quá. Nói gì? Chị ba nói một nghe nha. Nghe chứ, chị ba nói là phải nghe chứ. Để cho chị ba xách vô rồi. Hủ không? Phải hủ ha. Hủ không? Để con cầm chắc chạy. Để con cầm chắc. Cóc xấu xí nè. Con cóc xấu xí nè. La nó rồi. Chị ba nói. Chị ba nói một tiếng không? Chị ba nói một tiếng nghe không? Nè cho mẹ ăn ly kìa. Chị ba bánh chia nhau uống, chia mấy chị uống. Chê quá, chê ơi, chê quá. Cho gì kinh nguyệt, cho gì kinh nguyệt. Cái gì đó? Cho gì kinh nguyệt một ly thôi. Cho gì kinh nguyệt một ly thôi. Con. Trời ơi, phải đi kia vậy hả? Tội nghiệp quá vậy. Đồ người ta xách tùm nè, tội nghiệp lắm. Nãy gây lộn với chó, đổ cho chó. Rồi còn Như vô đây mấy chị. Như đi vô đây. Vô đây. Vô đây nè. Vô đây. Vô đây. Rồi vô đây. Vô đây. Vô đây. Vô cho chị uống nè. Mốt nè. Mốt nè. Rồi chị vô ba, chị ba vô, chị ba cho mọi người đi. Rồi vô, chị ba còn uống không? Rồi thua chị ba quá. Rồi rồi mua chút thơ, cuối cùng chút thơ có đi nào vậy? Chưa. Hả? Chưa. Năm trời. Đâu. Cái này. Mở nhỏ đi, mở nhỏ dùm trai. Mở nhỏ dùm trai đi. Mở nhỏ liền con. Nè. Chia nhau uống. Này chỗ thơ, này chỗ thơ. Ba ơi con uống thêm đi. Cảm ơn con. Này của em. Này của em đâu? Của thơ đâu? Của em uống thơ nè. Trời ơi thương không? Chủ yếu là tao đi mua giúp thơ đó. Ba đứa con ra ngoài uống, không có ngồi trên giường uống nha. Không có ngồi trên giường uống. Chị ba nói tiếng nghe không? Đi ra ngoài rồi chạy uống nha. Trời ơi, người ta mời uống nha. Rồi, hai uống tranh nhau nha. Uống không có tranh, không có giành nhau à. Không có tranh nhau à. Ủa giờ chị ba đâu vậy? Giành nhau à. Chị ba đâu vậy? Thôi chào khán giả đi. Chào tạm biệt khán giả nha. Rồi. Dạ thôi chào tạm biệt khán giả nè. Rồi chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn gặp lại quý giả trong một video theo. Bye bye. Của trai đâu? Hả? Thì của Úc Thơ đó. Bye. Dạ cảm ơn quý khán giả nhiều. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Ừ.